en coiteur. ហើយក៏សូមជម្រាបទាំងមេធាវីដំណាងដើមដំណាងរដ្ឋប្រវេនីហើយនិងលោកស្រីថ្លៃប៊ុននីផងថាសូមឲ្យនិយាយប្រថុយលឿនក្នុងការនិយាយឲ្យនិយាយបានយឺតៗដើម្បីអាចបកប្រែតន់ព្រោះពីមិនសមមិញមានការកត់សម្គាល់ថាមានការនិយាយនឹងលឿនពេកលោកស្រីឆៃកុវធីឡើងរីកាអំពីស្ថានភាពវត្តមានវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជម្រះក៏ហើយជឿយ៉ាងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការនេះ សូមគ្រប់លោកប្រធានគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតែជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីអវត្តមានដៃមូលហេតុសុខភាពប៉ុន្តែយោងតាមពាក្យសុំលះបង់សិទ្ធរបស់ជនជាប់ចោតឯកសារលេខ E236 ជនជាប់ចោតបានស្នើសុំលះបង់សិទ្ធមានវត្តមាននៅក្នុងដំណើរការសម្ណាការនៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេនីរូបនេះនិងសាកសីបំរុងដែលនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សក្ខីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេនីនោះគឺសា
នៅក្នុងសម្រងនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកស្រីបានអះអាងនៅចំពោះសហចក្រមស៊ើបអង្កេតថាយើងត្រូវបានគេដឹកតាមរទេះគោពីផ្ទះទៅមាត់ទន្លេដើម្បីជិះកប៉ាល់ធំមួយទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយខ្ញុំសូមបន្តទៀតហើយយើងត្រូវបានគេដឹកចេញពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយឡានយោធាចិនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានសំណួរទៅប្រមាណសំណួរដើម្បីសួរអ្នកស្រីធ្វើការបញ្ជាក់ទៅដល់តុលាការសំណួរទី1ក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំចង់សួរអ្នក
đa sơ xua tới là tè ở tiền núi mau bị tam xã con đi xã con núi nư đầm bon mà pay bay đầm bon mà pay pi cái tha cái chăm mà tụi tôi dương sơ xua thà lỡ bị dương cái xua cái tham mau bị khang na cái tha mau pi để nè cái điên bị dương chân tại nơi cái điên tới tới tai chấm buộc nhom nhom ở sọ phù mà xa xỏ lư để cái than chân nhom ở miền cùng nết tha tây na thì tê cha នៅ ពេល ដែល ខ្មែរ កម្មាភិបាល ខ្មែរ ក្រហម នៅ ស្រុក ស្រែ កណ្ដាល ប្រាប់ អ្នក ស្រី ឲ្យ ចេញ មក គេ ថា គេ នឹង បញ្ជូន អ្នក ស្រី ទៅ ខេត្ត បាត់ ដំបង សបោ សបាយ សបោ ស្បៀង អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចង់ សួរ ថា តើ មាន ពេល ណា មួយ នៅ ក្នុង របប ខ្មែរ ក្រហម នឹង ពេល បន្ទាប់ ពី អ្នក ស្រី ទៅ ដល់ ខេត្ត ពោធិ៍ សាត់ នឹង ហើយ តើ ខ្មែរ ក្រហម នឹង មាន បាន បញ្ជូន អ្នក ស្រី បន្ត ទៅ ដល់ ខេត្ត បាត់ ដំបង ដោយ ដែល គេ បាន សន្យា ដែរ ឬ ទេ kê mình ban phơ tam ca sân giả a an và bắc kê tê cha hay nhóm có kết khơi tha kê ni dây thơ mách ao từ dưỡng tranh pi cái lại mui tới cái lại mui ở ban nào rồi ha rồi khuôn nào rồi rồi anh tài mà đòn kê ở kết tha kê tha từ nay hai kê đạn nấu ấy khóc cô ca ấy kê ở miền bang kinh chăng tê cha chương nhâm trang xua bờ to tiệt tha nơi khnông sa hạ co nơi khnông khai po sát đai nè sợi bàn tờ đò nấng ta nơi tin nú sầm bồ biên đôi ở vậy đây kề bàn prap tí ba nị về chấm tới cứ tha rộp bóp mai cả hòm đi tăng bị nhâm chân bị nùng bình tới cứ tha ao tập khai stung cứ chỉ khai ọt và hốt đọc bài mà vinh cứ tha ao tập khai stung cứ khai ọt bài bề được xong tranh tới chưa là đã liền hay khai stung tiếp bề nó cứ ọt bài tại mà đòn bàn tay đời xa nhom miên đa ca đo đô ông co khla chuột nâng luôn tư tập che tập đó hô bà đó ngày tình tình chẳng tới cha chứ nè xây miền đăng pi sát hàn áp hiệp ở bắc bắc chia cho đại tự ban kê chủng liệp sen tiệt thà ta chỉ bắc hiệp ca ru nơi bắc bộ kê nơi bảy đại tự đòn nương thà ta kê miền à hà bò điệp hộp ở bắc à hà bò điệp hộp cực còn tí nơi pe núp pe đặc khiêm tại nơi thẩm sa hạ co chung nương người ta khiêm ban đăng tại phum chật khiêm miền phum tham ai mui kia kê chuẩn đi bị chia chun tham ai đôi miếng nhom trắng từ nơi phum nu hay phum nước cứ thở cặp à say bẹt cặp đam thì say bẹt viết thở phum tham ai đòn trắng tới sọp nặng pel up miền co hộp sọp nặng pel thưa ca thôn phong nẹt nẹt đài chuẩn đi từ nơi phum tham ai chật phum nhom nơi nắng cứ từ slap đồng kia mùi cua sa slap nơi sọt tại mà nẹt sọt pin nẹt class slap ở liên còn miền đài đám bay bắt chập trăng chấm đội nên nhâm trăng xu nè xây thà nơi bay đai nè xây có đôi chia bắt chia chôn đại tự ban kê chấm liệt tự đo xạ cò nơi tin núp liêm nắng thà ta cam ma thị ba cam ai có hôm nơi tin núp kim miên ca vô chật tục đại chẳng mấy khla chấm pua ở crom rồi bọn nè xây đại tự đo nắng ta kê vô chật tục đại tí nơi bên núp cứ tha đôi chị mình vô chất tục đại phê khoản ta tha chong con chị crom chị con ao dương nơi tư hộp bài nơi ca ta tha nơi rùm mà có bông buồn nè chà hay thằng ngày lang phật lang ngờ rôn tay chặt tăng ta nè ni tử thư ca khang ni nè ni tử thư ca khang nu chị thoa mà đà phần tay đó là bê chứ cứ thân nam bê mình miễn to thì sao chà tiền thân nam bê mình miễn tiền hộp chốc để ngờ bọp chi phía chăm thằng ngày đang có khắc hàn
Nhi chia xin nối trong cơ để nhóm nâng xua đón nẹ xảy. Ta nẹ xảy ban sẵn kê khơi tế khá. Cô nội dụ bài đọc bọc mai của hòm. Đại kê thuốc ca chùm liên nẹ xảy. Pì đồng bồn trên pì tì krong Phnom Penh. Tại đó sẽ rốc sạch cần đà khách cần đà. Bần tọa mò tiệt pì sẽ rốc sạch cần đà khách cần đà. Rồi hộ đó sẽ rốc bà can khách vô sạch. Ta nẹ xảy mịn ban sẵn kê khơi tế khá. Cô nội dụ bài ní ách đọc sạch ban đài được tê. Ba chia cùng nứt tập bắc nhóm nhóm kịch thả bà sân chỉ kê miên cùng nứt cốt cung nâng ốc bạch thấm dương vì ốc phát khá tế chá của nơi bên nó nơi phân bình ấy miên nặng co miên ấy chùm nụ ấy nơi xo bình bình nâng hay dương tâm cho tớ phim chân tô dương nâng bình có hốp cho tớ nó có hốp bàn tay đầy xa kê kịch thả dột dương nẹ Phnom Penh nắng dốc nè thăm mây mến thầm thầm nè Phnom Penh nè ti gần lãnh kết thúc. Ao tay chi nè thăm mây dốc từ lột đầm. Đầm bay ao xoam nâng ca nghe thà slap bà mán slap tơ ruột bà mán tục đàm nâng thơ to từ tiết chà. Chà nhóm xôm ọc côn nè xây để ban cho chế tục đạn nè khăn ca chlai xùm nô được bọc nhóm. Hai cơ xôm ọc côn đo lột bà thiên nâng ọng chùm nông chùm đẹp đo lọc cát đo nè khăn ca xù xùm nô. Hai chì bà to tự tiên nè nè khăn xôm ca ăn được nhạt vì lột bà thiên đảm bây nâng tê vệ tư ca nít chùn thật đo xạ phía ta ọn trả chế được bọn nè khăn nè xây Elizabeth Simonofo xôm ọc côn. Xôm chơi. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous et bonjour à vous Madame, à qui je vais poser maintenant quelques questions. Je vais revenir un petit peu sur, d'abord sur le premier transfert, le premier déplacement de personnes dont vous avez été l'objet. À partir de Phnom Penh, vous nous avez expliqué donc votre trajet. Combien de temps, en gros, avec les arrêts à plusieurs endroits, combien de temps a duré ce premier voyage? Bên nút khiêm đôi chiếm trăm mình chấp bát thế cha. Còn là tháng khiêm chạy nét ngay đọc bằng bì mê xa. Vừa đầm náy chlong cắt châu láng khiêm tờ đó sọc sạch cần đá. Nơi đã nơi trong nơi khai bằng mũi khai bằng bớt. Hai chứ mà khai chứ khiêm tờ đó sọc sạch cần đá cha. Đây châu láng ý nâng bàn chanh thư ca nâng nơi khai chlong phát khai châu chân năm cha châu có khai bà làm này. Thầm tới sẵn nơi nâng. Je vous remercie. Vous avez décrit un peu ce qui se passait sur la route, notamment pour votre famille. Parmi les gens qui marchaient, qu'arrivait-il à ceux qui ne pouvaient pas continuer le chemin? Chấm bôn nhẹ đây mình ai cả đã bán tua giang đôi chân nhẹ chân pi mình tì pẹt cứ cái bán sầm rã nơi lư kề pẹt kề na để miên cong cứ kì hồn do chân mau tiền kề đời đây mình đã sờ rồm hai bên nhẹ khát cha chùa ri sai pi té cứ sai đằng rừng thơ sai rừng nắng kì sai tam lấy con trai kì sai hay bà sân chân nhẹ khát tiệt ấp miên sai té para yêu co cha bẹ lực non hàng cầu. Est-ce que des gens sont restés au bord de la route? Ta miền nè đền nâu tam chín trăm thân nò đấy để quạt từ một mình rồi nhé.
ខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកចាគឺស្ត្រីឆ្លងទន្លេកំពុងតែដើរដើរស្រែកថាឈឺពោះឈឺពោះអញ្ចឹងទៅយីយោយអីអញ្ចឹងពូពេលនោះខ្ញុំធ្វើដំណើរយឺតបំផុតគឺថាកន្លះម៉ោងអីនៅនឹងថ្កល់អត់មានទៅមុខរួចទេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចមើលឃើញហេតុការគេស្រែកថាអូអ្នកនោះឈឺពោះហើយជួយផងធ្វើម៉េចចង់ឃើញរត់ឆ្វាញ់ឆ្វាត់ដើររហូតយាយមកខ្មែរប៉ុន្តែមានស្ត្រីហ្នឹងគាត់បែបធ្លាប់ធ្វើពេទ្យ ពីសង្គមនៅតាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ក៏ទៅជួយបកើតចាបកើតហើយក៏បានឃើញដឹងចងភួយរុំធ្វើដោយបន្ទុកចឹងឈរចោងទាំងអស់គ្នាទៅបកើតដល់ពេលបកើតកូនហ្នឹងហើយទៅក៏បានរៀបរយឲ្យគាត់សម្រាប់អីស្រួលបួលមិនទាន់ធ្វើដំណើរទៅទៀតបានទេចានឹងក៏ឃើញសម្រាប់នឹងចាំខ្នល់សិនដែរចា Je vais venir maintenant au lieu où vous vous êtes arrêté quelques mois, qui s'appelle An Chengle. Pardon pour ma prononciation. Vous avez expliqué que dans ce lieu, il y avait des réunions auxquelles vous alliez. Est-ce que pendant ces réunions, on vous a donné des informations sur ce qui se passait dans le pays, sur la politique nationale? ចានៅពេលដែលខ្ញុំរស់នៅភូមិចែងលើឃុំពុករស័យហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំជីវភាពចូលធ្វើការងារដូចជាលីដើមចែកពេលនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចចាកន្លែងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឆ្លងទន្លេហើយបាន 20 ថ្ងៃចេញពីភ្នំពេញទៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក៏បានទៅដល់ឃុំចែងលើដល់ពេលនោះទៅចូលរួមធ្វើការងារអីចឹងទៅគេក៏ប្រើខ្ញុំឲ្យលីគុលចែកធំធំតែខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់គេថាខ្ញុំតសាយខ្ចីខ្ញុំមានទៅឆ្លងទន្លេហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានទេចាដល់ពេលយប់ឡើងព្រោះពេលយប់ឡើងគឺត្រូវប្រជុំជីវភាព ខ្ញុំជីវភាពហ្នឹងគេកសាងគ្នាអ្នកណាធ្វើការងារចេះអ្នកណាធ្វើការងារចោះចំណាយក៏រឿងនយោបាយរឿងប្រទេសជាតិគឺអត់បានប្រាប់យើងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺអត់ទេគិតតែពីឲ្យយើងបកកប្រកើនផលធ្វើម៉េចឲ្យបានមហិច្ឆតាបីតោនធ្វើម៉េចឲ្យលើកទំនុកជីកតម្លៃហ្នឹងឲ្យបានល្អទុកទឹកទុកអីចាមានផែនការប៉ុណ្ណឹងឯងចា Merci. Est-ce qu'il est arrivé qu'on vous fasse écouter des discours des hommes politiques? Merci. Vous avez plusieurs fois évoqué hier et devant le juge d'instruction aussi le fait qu'on vous surnommait le peuple du 17 avril ou le peuple nouveau. Et vous avez parlé aussi du peuple de base. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les différences entre ces deux catégories de population dans la vie quotidienne, dans le traitement habituel, dans le travail, etc. របបការងារជាដើមនោះតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាដែររវាងប្រជាជនថ្មីនិងប្រជាជនចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺថាបើធ្វើការប្រៀបធៀបចាប្រជាជនចាស់គេរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយូរហើយគេបង្កបង្កើនផលគេមានស្រូវ គេមានស្រូវមានអង្ករជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគេមានសម្ភារៈសពបែបយ៉ាងដូចជាកបិតពូថៅផ្កាចាសម្ភារៈធ្វើស្រែចម្ការគឺគេមានផ្ទាល់ខ្លួនគេអស់ចំណែកជើងជាជន17មេសានេះដែលទឹមចលាទៅហើយ
thêm tiếng ông ca nâng bạp tiết thang tư tệ bay thang ngay tê tư giang dư mà tư tê khá là kết lạc hợp bài chẳng thơ mấy ai dương chanh bình nhập tư lọ hai dương ọt miên đau dây vài văn ấy tư đâu chưa cầm bắt tui cầm bắt thông mấy dương ọt miên tòa thì sao hai chìa bởi xe dương chìa nẹ thăm mây dương chìa con trai nẹ miên hộp cho cổ rộp cổ rộn hai dương chìa nẹ thơ ca con trai nẹ thơ ca tiên mà lọ hai bật thì sao cái nông ca thơ sai chồng ca cứ dương mình miên tòa thì sao đó là bê tờ rút nơi kê bà dương ai tờ cặp bởi cặp đám chơ đám bay bằng việt thơ sẽ thơ ấy mà là hai dương ảnh miên xong phải rẽ dương thở đồ thở thơ ca đó đô vô là bò đại dương miên tình tôi tật đó đô bì nẹ chả năng ạ đại kì miên sọc bài giang tăng bì sở có lan dương thở đó đô kê tật ốc đó tờ dương cặp tới thoa mà đa dương nẹ sở nọc đó ao dương tới nơi mà plet năng plim vì mạnh đô kê nẹ chả đại kì nơi rộp chnam khai rộp chnam hỏi đòn chân tới khi chào dương thà dương nâng thơ ca trong đây trong chương dương nâng pra sẽ tệ ở rõm cho em dương nâng mình phộm lúc đâm tam kê bánh tay là dạp bê khá lây một phút đầy dương tới cho rung ca nghe cho mùi kì hỏi nẹ chán kê thơ đôi dương đái kê kê thơ một phút thao chứ bộ bọc bì sao bọc kê miếng khúc khổ anh ơ hỏi đòn chân tới vì miếng cùng liệt nê rổ viên nẹ thăm mây nâng nẹ chà kê bàn chạy cho bà chân mọi nẹ thăm mây cho tới pra nè nè chăng cho tới thơ prai đòn nè tham ai nâng kiêng coi xem mẹ ở cha tới ai thơ em toàn nuôi con cha đòn chăng tới vì miền ca bị ba toàn tự dưng trăng trai mệt tên Est-ce que le peuple nouveau était respecté par les Khmer rouges comme le peuple de base ou est-ce qu'il y avait une différence? Ất mang cổ rộp đâu chứ bà chia chân chá tế chá khá mai cả hôm quát ao cổ đầm lại nâng lược cầm phúc bà chia chân chá bắt quát chăng mòn chá phụ kê bán có sáng khá lùa nai dương nơi tê nẹ thamay mấy tùm tư lụt đâm Je vous remercie. Vous nous avez dit hier que votre fille, Bonida, avait été malade sur le chemin pendant le transfert de population parce qu'elle avait mangé, parce qu'elle avait faim du maïs décortiqué. Qu'est-il arrivé à votre fille ? Cha nơi pe đại tự đắc sai cảnh đá con say khiêm miền chủng người làm lại tăng pì từ trạch chân bị nôm bệnh máu cứ riệp mùa mùa chiêm già tại đó pe nú niềng ập ập màn chi tế niềng nơi tự chư rất tự ngôn tới phù khiêm mọi miền thanh nam sạc cơ ai chui phía ba niềng tê pe nú kịp lập đại thà ao khiêm tự bè tự bảo sạc ni sạc nú bàn tay vì ập đôi thanh nam pe nhằm tới niềng ập chi tế cái loại máu nơi không rồi viên cơ sang nhóm miền buồn nhẹ nâng bắt đây nhóm nâng con pin nhẹ chư tiền ọc nìa con đai nhẹ lạc đầu nhẹ nhẹ mòn đầu tới mà đai thông nhóm bòn bò mà đai nhóm nơi không vì hia xua nơi sọc sạch cả đá nâng tay tay nơi không vì hia xua quạt phơi đầm nào mà lên quạt phơi đầm nào mau xua sọc tục ấy chân tới đào quạt khơi chư chân quạt hàng chân quạt chui do con sẽ bò nhóm nắng tới nơi chỉ mũi con tới chui mưa chia ma cái lô chia của cả na nóng té miên chư tiếng ọc nia chân việt đại tiếng ọc nia chân bầm bay con sẽ lấy nhóm tới hay có do tới tay cào máu con nhóm nắng quạt slap khi mặt bàn đăng tê đó là bên nó khơi thắng bài chỉ con chi ấy xong chạp kê từ do con đó tại đó không bị hia xuống kịp lập thắng con slap bà ta ấy tăng bị do mau bàn và mặt thằng ấy ra Quel âge avait votre fille, madame? Hay nou pel nou nou kon neak srey ayu pan man dae.
ៅពេលនោះកូនស្រីបងខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំចានាងកើតនៅចុងឆ្នាំ71Dans ce premier lieu, vous avez vécu quelques mois. Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez entendu parler de disparition ou d'arrestation? ហើយគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យប្រយ័ត្នលាក់អត្តសញ្ញាណឲ្យជិតទាំងអស់ប្រាប់បងប្រាប់ប្អូនប្រាប់កូនចៅនឹងកុំឲ្យនិយាយថាធ្វើការឲ្យសោះប្រាប់ថារត់លមតាឬរោស៊ីលក់នំប៉ាំងលក់អីចឹងទៅអានឹងអត់អីទេហើយតែប្រាប់ថាធ្វើការដឹងបាត់ខ្លួនហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំលាក់ចិត្តរហូតដល់ជាក់ស្ដែងគ្រួសារមួយទៀតជាបងប្អូនរបស់យូនម្ចាស់ផ្ទះនឹងតែម្ដងហើយគេចេញចូលស្រុកពីមុនចលាចេញពីមុនចូលឆ្នាំអីហ្នឹងគេចេញចូលដើរលេងនៅហ្នឹងគេស្គាល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងស្គាល់គាត់ទាំងអស់ថាគាត់ជាទាហានលន់ណល់នៅពេលនោះមានយប់មួយនោះខ្ញុំឮស្រែកហៅគេស្រែកហៅស្រែកហៅអញ្ចឹងទៅម្ចាស់ផ្ទះឆ្លើយដូចទៅក៏បាត់ស្ងាត់ទៀតទេអត់ទេដល់ព្រឹកឡើងព្រឹកឡើងក៏សັບសៀវគ្នាថាយកទៅបាត់ហើយយកឈ្មោះអីខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងយកម្នាក់ហ្នឹងទៅបាត់ហើយកុំមាត់ឲ្យទៅធ្វើការអីធម្មតាទៅឲ្យគ្រាន់តែសັບប្រាប់ទៀតថាយើងសត្វតែមានមនុស្សប្រុសមានបងប្រុសខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំជាប្រុសអញ្ចឹងឲ្យត្រៀមឲ្យហើយរៀបខោអាវមកចកេះពីចកេះទៅហើយនឹងមុងមួយសម្រាប់ចងដេកព្រោះតាគេមកហាយទាញតែប្រវិចនឹងទៅទៅបើឡើយចាំរៀបរៀបអីវ៉ាន់អត់តន់ទេតែរហូតមកដល់ពេលនោះខ្ញុំក៏អត់ដែរក្នុងគ្រួសារខ្ញុំក៏អត់មានបានបែកបាក់អ្នកណាទៀតដែរចាEst-ce que quand quelqu'un disparaissait, on vous donnait ensuite des explications sur cette disparition? Je vous remercie. Ensuite, vous avez été à nouveau déplacé. Vous vous indiquez que vous iriez à Battambang et vous êtes allé finalement à Pursat. Quel était l'état physique des personnes du 17 avril lorsqu'ils ont été déplacés une seconde fois ? ចាននៅពេលនោះសូម្បីតែខ្ញុំនឹងក៏ឈឺដែរព្រោះនៅថ្ងៃដែលចលាទៅនឹងខ្ញុំមានដាំដលោកនៅមុខផ្ទះដល់អញ្ចឹងទៅរៀបចលាទៅសូម្បីតែរឹសមកតសៃប៉ប៉ិនកោតៃក៏យីក៏ជីកយកទៅដែរព្រោះដាំវាអត់តន់ធំល្អម្ល៉េះគាស់យកទៅទាំងអស់ស្ងោមួយឆ្នាំដាក់ទៅដល់ពេលយើងញ៉ាំទៅតាមផ្លូវអត់មានបាយទឹកអីមានដលោកនឹងទៅជឿរៀទៅជាហើមពោះហើយមិនថាគ្រួសារខ្ញុំឯងគ្រួសារគេក៏ដូចគ្នាដែរខ្លះឈឺក្បាលគ្រុនរងាប៉ុន្តែមិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេធ្វើតាមសមត្ថភាពដែលយើងមានបើកស្លឹកឈើស្លឹកព្រៃនឹងប៉ះអីហូបហ្នឹងចាធ្វើម៉េចសម្រន់សិនចាMais en général, les gens qui ont été déplacés avec vous, tous les gens, est-ce qu'ils étaient en bonne forme physique ou pas ? Dans quelle forme physique étaient-ils quand ils ont été déplacés ? សាច់ឈាមនៅធម្មតាទេចាព្រោះនៅសុកសាច់កណ្ដាលនេះយើងទ
tớp chanh bị nông bình mà lo hói là bò ấy vài vắn ấy dương hạt đôi chìm biến chuột nâng luôn cua xăm. Chẳng dương ai tớ đọt đồ, nơi khang tờ lê, nơi khang tờ lê, tôi tờ lê ấy chìa xa bằng co dô mà sọc tục. Hay dương nhằm mà đoan tích đòi bê dương chìa lê tớ đó lừ. Bố sát nâng còn nơi xa là ca xâm nó là ca nâng tình tui nâng xa mẹp nhằm chẳng xa chiêm dương mình toàn xót xót tê ra. Đó tờ nơi rồi dạ bê dư tích tờ. Công tha mình, công dương mình nức xa mà nê xôn bây ta mình nụ có ơn chiến sạch chú rụt tờ tiệt. Chà khi nhóm nơi xa khó có chung nâng cứ tha. Ờ khi nhóm ban xa là bó hình tình tui vô tờ đô bài chú rụt. Chà bài chú nâng là ô chương mình nữ hộp. Cứ tha bài dược bỏ dược phọc phọc hói đạc và lại mùi mùi tê chà. Chầm này dương chìm mình nữ niệm co mà cả bông buôn nẹ xua ta hộp dạng mạnh chân dương thử bao sạc chơ sạc tây. Liên hôn đòn chà ngớ bà ôn sẽ chăm tư chìa hàm. Khi nhóm mình nâng tư chìa hàm ôi hộp và lại chờ anh tê chà. Hay chân ban dương được hình tha cho sạch của mình đầm lại chương mình nữ mấy cái ai đầm lại sạch chà. Chú cái ai hộp chờ anh chương mình nữ. Je vous remercie. Après ce deuxième déplacement, vous êtes arrivé à Kochum. Est-ce que vous pouvez nous dire, madame, ce qui est arrivé à votre fils, Sinarit? Bên nó khiêm tạo ra xa có chôm nó có cây bánh chai chìa cọng chìa ấy cái chai đây ấy xong tia nên khiêm xe xo lì ván nắng có đồ chìa chơ chìa xây chìa sạc ấy xong tia hay bẩm bái chìa bay cửa xa khăn ông cửa xa khăn ông miên đọc bì nẹ nắng tạo đó nóng cư ra bẩm bái chìa bay cửa xa bóng bóng bây bà bốn khăn ông bà đây bà bốn cô nơi cho con mối hay mà đai khăn ông nâng bà ôn khăn ông buôn nẹ chà hay đọc bê nút cái thai dân tại thư ca riêng luôn này nhà lên kịch ấy kịch tập không bà ca anh Paul từ dục lang kịp chung chịu phiệp co sang hay điên khi ông nắng tới một chuyện kỳ pru khi ông thưa ập thử pan ca bỏ ông ca thế cha mạch ban tha ập thử khi ông chỉ cô nẹt phnom penh cô nẹt thưa ca tiệt mình men cô nẹt rosie đặt chun ly sai gì nè cô nẹt thưa ca hay khi ông coi chuyện nẹt riêng sâu đọc bê miếng bắt đáy miếng bắt đáy cầm miếng bắt đàn xạ đọc bê chỉ liếc tới cái ao khi ông từ rệt tức thưa con chồng cà rệt tức đó chả cá thông mà rệt tại pin nẹt vây cái đá năng mùi tháng ấy thơm mấy cái rệt cái bán ha sập mà rệt cái nông mà nẹt hay chậm ngay bị tức tại đo chậm ca nắng vía ha sắp miền được lơ bị ha sắp mai đòn chẳng hay sắp mà niên nhom nắng vía anh nẹt sờ nóc phong hào y công chạy phong mà là hay chậm thưa ở khúc hàng ca tới kia so sang hoặc là người ấy nắng bàn tay dương đặt luôn là hốt hao y sân này ra là hốt than đừng thưa mất tao ông ta đáp tam ông ca ở ban khúc hàng ca chà. Madame, je sais que c'est un peu difficile de répondre précisément à certaines de mes questions. Ma question était, qu'est-il arrivé à votre fils, Sinarit? Rịa đó bê nút khi nhóm có bàn xong đó mơ tới chư đã thân nằm ấy ạ bạch đã thân nằm khám ai nâng sạch chơi lật bởi ạ bạch tế. Có khi nhóm xong vô câu nâng tới xâm rãn nâng bệt cả điên. Bệt sọc cả điên nâng hay câu khi nhóm có bàn sạch nơi tì nụ tờ. Khi nhóm có lọc bà xa co vĩnh bê nút nơi tới bì nạp đây và bôn to tôn lên chà. Excusez-moi d'insister. Qu'est devenue votre petite sœur? Bonne soirée, bonne soirée, nous.
cắt ở vậy đấy khai chị ấy bị còi máu bọn sĩ bự bọc nhom nắng niên có sập đáy cả đục hàm chà cả đục hàm đầu từ ập miền ấy phía ba tế có sập tiệt tới chà Lorsque vous étiez dans ce deuxième lieu, est-ce qu'il y avait une surveillance qui était exercée sur vous? Est-ce qu'il y a eu des disparitions quand vous étiez dans ce deuxième lieu? Hay bản tọa mốc cứ niềng khi nhóm nâng tay bởi bốn nâng tay mặt đoàn chà. Vous avez dit que votre mari était un soldat de l'ONU NOL et vous avez expliqué qu'après le premier transfert de population, c'est Yorn qui vous avait dit de cacher son métier et qui vous a aidé à cacher ce métier. Est-ce que par la suite, et notamment dans ce deuxième lieu, Kochum, est-ce que les Khmer Rouges ont appris ce que faisait votre mari? Mà đăng chưa kịp đăng giang mà dường ập đăng đại nha. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est arrivé à votre mari? Est-ce que vous avez vous aussi personnellement été arrêté à cause de lui? Chà, đôi xa thì bà đây khi nâng kê chào bà đây khi kê thử tạo bà bôn nâng tay tam tay chờ mũi kìa chà. Hay khi nhóm tờ rùa nâng nông cục nâng quản thà. Bê đại châu tờ đo mình tì có sang khá luôn nâng. Bà đây khi nhóm kê vô tờ xua chùm lào. Bà rùa kì chào, mình sẽ bọt chào chùm lại khi nhóm ấp tê. Còn tờ tay tam bà đây kê đã không khen lực kìa chăng tay tô vì xa ra. A chanh thịt phương ca nơi khẳng khai bán, a chanh thịt hộp bài nơi ca thàn bán,
ធ្វើការព្រឹកថ្ងៃត្រង់ហូបបាយនៅការឋានចំណែកប្តីខ្ញុំនៅក្នុងគុកងងឹតហ្នឹងគឺថាបានរបបតែប្របមួយវែកអំបិលគ្រួសមួយគ្រាប់ Lorsque vous avez été arrêté aussi, et là où vous étiez, est-ce que vous avez constaté des disparitions ou des exécutions? Vous avez dit que votre mari avait été arrêté et exécuté, et vous-même vous avez été arrêté et conduite dans un centre. Est-ce que dans ce centre vous avez constaté des exécutions? ចាតែដល់កន្លែងនោះគឺជាការសម្លាប់តែម្ដងចាពេលខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមគេរុញខ្ញុំចូលក្នុងបន្ទប់នោះខ្ញុំក៏សងំគឺថាហេតុការនោះគឺថាមិនគួរឲ្យជឿចានបាយសម្រាប់ដាក់បាយហូបវាបាយទៅជាដាក់លាមកដាក់ទឹកនោមគឺថាអ្នកទោះត្រូវជុះដាក់ក្នុងចានហ្នឹងហើយយកទៅចាក់មានប្រអប់មួយនៅកណ្ដាលកន្ទប់ហ្នឹងមានដូចជាប្រអប់ដូចជាធុងអីមួយសម្រាប់ជុះហើយយកទៅចាក់ហ្នឹង ចានទុកចោលនឹងទៅចាហើយខ្ញុំមកដល់ពេលវាស្អុយពេកហាក់មានមនុស្សឯសមមនុស្សប្រហែលជា2នាក់3នាក់ឯអ្នកឈឺដែលទៅធ្វើការទូចអញ្ចឹងត្រូវនៅសម្រាប់ក្នុងគុកហ្នឹងខ្ញុំខំយកច្របមកផ្អាប់ប្រហោងទ្វារដកដង្ហើមឲ្យស្រួលសម្រាប់មិនសទុះយោធាមួយយោធាហ្នឹងបើកទ្វារចេញមកយោធាហ្នឹងគឺថាគេគ្រាន់ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាជាកូនមេគុកឈ្មោះតាខិនហ្នឹងហើយយោធាហ្នឹងអូសកំភ្លើងហ្នឹងអូដេញទៀប ទូចហ្នឹងມັນຕອນຄົບອາຍຸພ້ອງສະບີກະເພື້ອງອົກໃດໂຈມາຫາມຶດ1ຫນັງຖ້າຊມຸກເຄງເມື່ອມຶດເຄງອີ່ຈັ່ງມັນໄດ້ພຽມໝິດບັນລួយໄຖອັງເກຖ້າຈາວຄືຖ້າລួយໄຖອັງກ່ອນແຕ່ຈັ່ງໄດ້ດອພຽມຂ້ອຍເຈັດຕາມມືລະໂອດຍໍຈະປູຕົງຈັກຈອມຈົ່ງຕັກຫາມຕຽງຂ້າມາປະວຽນທະເລຍຕຣີຂ້ອຍຄໍາຕົບຫມອດອັດທຽນສາຍໄດ້ຈ້າປູຕາແສກໂຕຄ້າຍກະຍໍຕັ້ງຂ້ອຍໄດ້
nẹt để thử sầm lấp năng cha hay bờ tang nhom vị phe tới cô bà hạt bà hai lấy phù mà giúp chun mau pi xa co pi tầm bon sen sen cứ thắt cực kiện đập xa ô say chẳng ban pi ngay bay ngay khla ba mà giúp khla ba mà tết ngập sôn tới ở linh cha nâng sao tới vô tới phe ấy hay hay chạy đánh cứ tha ai vai ai văn khảo ai nẹt để nơi cho mũi kiềng nhom năng cứ từ lọt mau ở dương phở vinh tật phụ nẹt năng ta tới vịt và vách tới là đò pê vịt và vách tới mình thử đò kia sầm lấp cái kia vô là bò nắng vô mà đạo dương tao vinh đợt đài từ niên nhom đăng tha ô cái phe năng cứ cái lại sầm lấp tê hay đai kia chạy ở vô tới ra Je vous remercie, madame. Je vais, pour conclure, aborder quelques questions peut-être un peu plus générales. Quand vous étiez à Phnom Penh, on vous a dit que vous reviendriez à Phnom Penh 3 ou 4 jours plus tard. Est-ce que par la suite, on vous a expliqué pourquoi vous ne retourniez pas à Phnom Penh ? គេ អត់ បាន ប្រាប់ យើង ទេ ហើយ យើង ក៏ អត់ ហ៊ាន សួរ គេ ដែរ ព្រោះ ទៅ ដល់ ឃើញ បាត់ ខ្លួន ឃើញ ស្លាប់ អី ចឹង យើង គិត ថា កុំ ឆ្ងល់ អង្គ ការ ឲ្យ ធ្វើ អី ធ្វើ នឹង ទៅ ធ្វើ មិន ឲ្យ រស់ ចា អត់ ឆ្ងល់ ទាំង អស់ ចា Quand vous avez quitté Phnom Penh, on vous a dit que c'était à cause des bombardements qui risquaient d'arriver de la part des Américains. Quand vous avez quitté votre premier lieu de vie, on vous a dit qu'on vous emmenait à Battambang parce qu'il y aurait beaucoup de riz et vous n'êtes pas allé à Battambang. Vous avez dit que les Khmer Rouges vous donnaient des prétextes pour vous emmener et qu'il ne leur importait pas de tenir parole. À votre avis, quelle était la raison de ces déplacements ? Nhóm kết thai tha ca chỉnh lý pi bị chia chôn pi cả lại môi tới cả lại môi nắng đàm bay thưa ca lột đầm hai bà dư kê bà dương thoang thai chanh bình đi tới nơi nụ tới dương vì miếng ca mà sách nó dương mình ai đặt chặt chào tia chào lan chào mà tô chào lại vài vạn nơi không tê mà lo hỏi kia còn là biệt dương thật tới bay ngay từ mà tết chẳng dương tới sân này hiệp hội tục đại xuống hai tới sân đôi chân này đó là pê chanh tư bát tư bát tư mình khơi prai pru lấy khơi tập chung tư mục tiết nụ lên kết đây kết thà thưa mắt không có sang luôn không đa tam mìa kia là bỏ ông ca đầm bay ở ru bàn tay tìm một phát slap to tạ ồ cứ xa nhâm nơi xa tập bì nẹ đọc nẹ slap Vous avez vécu l'évacuation de Phnom Penh, le premier transfert forcé, un premier endroit où vous avez vécu dans des conditions que vous avez décrites, puis un deuxième transfert forcé, puis un autre endroit où vous avez décrit les conditions, puis le centre de rééducation, vous nous avez expliqué tout ça. Est-ce que, du fait de votre expérience vécue, est-ce que vous pensez que l'évacuation de Phnom Penh et le transfert forcé faisaient partie d'un plan ou d'une politique plus générale des Khmer Rouges ? Chà, nhóm thưa ca vị phía tới, nhóm vị trái thà, ní chìa côn là dỗ bái là bọc mai cả hôm bật và cọt. Bởi vì kê ấp mên ai đầm lại chỉ vật mà nó tê, kê ai đầm lại mà nó thao kiên sắp tê 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 tê. Cứ sạp bảo mán sạp tới, ai tầm mê kia, ai tầm ông ca kê, miên vọt tầm miên tầm mục tiệt chà. Kê ấp bán kết tê bờ sân chìa kê kết ấp khoái, tháng năm sạc cơ, sợ co, hộp chông, dương ai tầm bán hộp chạy.
ណាស់រស់នៅជុំបោកជុំប្អូនប្តីប្រពន្ធណាយើងចេះតែធ្វើខ្សែកើតហើយតបងប្រមាណមែនតបងនោះវាពិបាកជាទីបំផុតហើយប៉ុន្តែក្រោយមកនាងខ្ញុំស្ទូងដកលឿនជាងអ្នកចាស់តទៀតក្រោយការប្រឹងប្រែងរបស់យើងប្រឹងប្រែងធ្វើសពបែបយ៉ាងតែលឿនជាងអ្នកចាស់ប៉ុន្តែនេះគេអត់ឲ្យតម្លៃគឺគេចង់សម្លាប់មនុស្សតែម្ដងធ្វើម៉េចរង្គាលឲ្យអស់មនុស្សដើម្បីកើតមកថ្មីហ្នឹងវាមានគំនិតថ្មីទាំងអស់អត់មានជាប់ស្នាមដានចាស់ន
kê ọt miên ní hê quán thà dương lược đáy xoá cung chăng tới kê lược màu vinh kê ọt miên hà ô bạch bà hê hà đá ca chọn chạm bọ kê ọt tê kê bà giật bà giải nha. Merci. Hier, vous avez dit que les messages que vous aviez entendus des Khmers rouges et maintenant des Khmers rouges avaient été annoncés par voie de radio. Est-ce que vous pourriez préciser si les Khmers rouges, lorsque vous étiez dans la rue ou bien lorsque vous étiez déjà rentré à la maison, ont utilisé des porte-voix ou du matériel de sonorisation pour communiquer leurs premières paroles ou les premières instructions à la population? Nhưng khi em lưu tại mặt đoàn nâng cao nâng tế cha đọc bê chanh tay tam phá lấy nhưng khi em lấy lưu ấy tiết ta cha bố ọt miền ấy đạp hóng tay tam phá lấy mì cổ tam phá lấy cả ọt lưu còn là lưu ta xâm rai tha chanh chanh tớ chắp lưu ta bàn nâng. Merci. Et à propos de cela, vous aviez dit que un soldat et deux autres étaient venus à votre maison et vous avez donné cet ordre de quitter la ville immédiatement. Est-ce que, à la suite de leur venue, vous avez décidé de quitter la ville directement ou vous avez pris un certain temps pour rassembler vos affaires? Ou est-ce que les Khmer Rouges eux-mêmes vous attendaient devant la maison pour être sûr que vous quittiez la maison? Ai van chanh bip teah hay rư ko mien te hien ma cham pinit meul tha ta lok srei pat che ban chanh bip teah rư ko ot nai pe nu niang khnyom ban riep chom ai van hay tang pi mot no pu pu mot nang baik nang kwat phlauk ai chos lang chek ai van ban riep hay ao hay cha hay palam lang nang keu dang a dam baik chan hay dambei tha mbaich kit ai ye kit ta tha dol mong houp trou ta chan srap dot som nang pe nu yothia nang ko ban chou mau là bọn tiệc nhóm hay prap hay kia thì dây thơ đầy khoanh khoát một món đây nhóm có xâm lạch cho ta thử tự cho bọn bà ôn nhóm ấy thả ọt mà thấy cùng nơi tới bởi kia bà không cho ngay dương thử tự chân ta chân mình chân là kì bánh là kì ấy chân nè. Merci. Alors ces soldats qui vous ont dit de partir, est-ce qu'ils vous ont dit que vous partiez pour 3 ou pour 7 jours? Je crois qu'hier vous avez mentionné les deux. Est-ce que lors de ce premier contact avec les Khmer Rouges le 17 avril, est-ce qu'ils vous ont mentionné 3 jours ou bien 7 jours? គេប្រាប់ដំបូងថាចេញតែ3ថ្ងៃឯងបើយ៉ាងយូរណាស់7ថ្ងៃហើយមិនបាច់យកអីទៅច្រើនទេកុំឲ្យពិបាកដឹកទៅដឹកមកហើយពេលនោះនាងខ្ញុំក៏គិតថាអញ្ចឹងមែនហើយព្រោះវាមិនដែរអ្នកណាឲ្យចេញពីផ្ទះទៅនៅស្រែអត់មានឲ្យយកអីវ៉ៃវ៉ាន់ទៅនឹកស្មានមិនដល់ថាមីគារបស់អង្គការហ្នឹងវាលោតផ្លោះយ៉ាងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងជឿថា3ថ្ងៃប៉ុតជាមកវិញមកទឹកយ៉ាងយូរចាដល់អញ្ចឹងមនុស្សចាញ់ទៅព្រោះព្រះភីងភីងគ្រប់គ្នាចា Vous avez dit que vous deviez vous rendre à la campagne. Est-ce qu'ils ont dit exactement où vous deviez aller? ចឹងគេមានប្រាប់ថាតើទៅកន្លែងណាឲ្យប្រកាសទេឬក៏មិនមានប្រាប់ទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាត្រូវតែចេញពីក្រុងអញ្ចឹងជាគេអត់បានប្រាប់ថាឲ្យទៅស្រុកណាខេត្តណាទេគ្រាន់តែថាចេញឲ្យផុតធ្វើម៉េចឲ្យផុតពីភ្នំពេញចាហើយដល់ពេលនោះយើងទៅដល់អាពីត្រឹមផ្លូវមនីវងនឹងមុខសាលាច្បាប់នឹងវាណែនណាន់មែនប៉ុន្តែដល់ទៅដល់ក្បាលខ្នល់វាមានផ្លូវបែកទៅក្បាលខ្នល់ឆ្លងស្ពានវាមានផ្លូវបែកទៅគៀនស្វាយទៅទលេបស័កអីចឹងទៅវារៀងទលាយបន្តិចទៅចាគឺឲ្យចេញឲ្យផុតតែមានកំណត់ថាទឹះនេះទឹះនោះអីអត់ទេណាចេញជ្រក់ណាជ្រក់អើEst-ce que lorsqu'ils sont venus à la maison, donc ces trois soldats Khmer Rouges, est-ce qu'ils vous ont dit s'il y avait des moyens de transport qui seraient mis à la disposition des habitants pour faciliter l'évacuation?
chắc kẹo miếng bạp tê khi còn là bẹp ao chén trong dương thưa một chú bài là bao một chú bài ấy của bạn sẽ dư mà chắc cả luôn anh chưa Ils vous ont dit d'emporter peu d'affaires. Est-ce qu'ils vous ont dit d'emporter quand même suffisamment de vivres, de médicaments, de matériel de couchage pour un voyage de 3 à 7 jours? ជាគេមិនបានប្រាប់ថាឲ្យយករបស់នេះរបស់នោះឯងស្រាប់យើងចង់យកអីដែលយើងត្រូវប្រើរាល់ថ្ងៃត្រូវហូបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជារឿងរបស់យើងចាហើយដល់ចំពោះគ្រួសារខ្ញុំអត់បានយកកទៅធ្ងន់ខ្ញុំយកតែលុយចាញ់ទៅចាស្ពាយលុយព្រោះតែដល់ណាក៏ឲ្យតែមានលុយគឺរស់បានណាចាMais bien entendu, les Khmer Rouges ne vous avaient pas dit au moment où vous partiez que cela ne servait à rien d'emporter de l'argent. C'est ça que j'ai compris hier. គេអត់បានប្រាប់ផងចាដល់តែពេលចេញទៅបដាជាតែលឺហាយហាយទៅបាទអូអស់សង្ឃឹមហ៎ចាប់ហើយលុយអត់ចាយMerci. Vous avez parlé du prétexte du bombardement américain. Je vais revenir sur ce point. Lorsque les soldats Khmer Rouge sont venus dans votre maison, ou lorsque vous avez vu d'autres soldats Khmer Rouge le long de la route, dans Phnom Penh et plus tard, est-ce qu'ils ont avancé d'autres motifs que les bombardements américains pour justifier l'évacuation et convaincre la population de quitter Phnom Penh rapidement et sans difficulté. Qui a mis par ici qui a pitié à des Américains de l'air quoi bail qui vient lui de l'air quoi bail qui t'es joy, chẳng thử tập nhảy bị nhập chơi người ngay bị cong cha, đầm bay kề riệp chầm e xuống búa xăm châu tập lập mà vinh.Merci. Vous avez déjà dit que les Khmer Rouges qui étaient venus chez vous étaient armés, que vous aviez été effrayés. Est-ce que leur attitude était menaçante à votre égard? ពេលនោះគេអត់បានគម្រាមកំហែងទេខ្ញុំនៅលើផ្ទះទេប្តីខ្ញុំអ្នកជួបប៉ុន្តែគាត់គឺយើងឃើញតែគេស្ពាយកភ្លើងឃើញគេនិយាយឆ្កាដៃឆ្កាជើងចង្អេងចង្អាងយើងខ្លាចគេបាត់ទៅហើយចា Vous avez dit hier que l'ordre qui était donné de quitter la ville était ferme et que les Khmer Rouges étaient agités et déterminés. Est-ce que la façon dont l'ordre de quitter la ville a été donné et cette attitude des Khmer Rouges vous ont, à un moment donné, laissé penser que vous aviez le choix libre et entier de rester chez vous ou de partir ? ពេលនោះខ្ញុំអត់បានគិតដូច្នេះទេចាខ្ញុំគិតថាត្រូវតែចាញ់ពួកការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អមេរិកាំងហ្នឹងបានទេដូចគ្រាប់ផ្លោកអញ្ចឹងផ្លោកទៅផ្លោកមកទម្លាក់គ្រាប់ឆេះផ្ទះនេះឆេះផ្ទះនោះដល់អញ្ចឹងត្រូវតែជឿត្រូវតែទៅចាត្រូវតែចាញ់អញ្ចឹងមកEst-ce que vous avez vu sur la route en quittant Phnom Penh, dans les différents quartiers que vous avez traversés, ou est-ce que vous auriez entendu que certaines personnes ont malgré tout essayé de discuter les ordres des Khmer Rouges d'évacuer la ville?ខ្ញុំអត់ឃើញផ្ទាល់ទេតែគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំគេឃើញគេប្រាប់ថា
bà kê ao tư mục cái tư tư mục cùng nghĩ ấy sao bà dương hiên đã đá thôi cái lái vĩnh kịp sầm kê sầm lập trao tay mà đòn buộc cái khiên toàn hay pê núc nhâm lư snow cầm lương mèn dạ Est-ce que vous avez vu des dans la ville de Phnom Penh, en quittant Phnom Penh, est-ce que vous avez vu des Khmer Rouges tirer en l'air ou menacer les gens ou les forcer à quitter la ville plus vite, par exemple? នៅ ពេល នោះ ខ្ញុំ ឃើញ ជាក់ ស្ដែង ចា ជាក់ ស្ដែង គឺ ខ្លួន ខ្ញុំ តែ ម្ដង គេ គំរាម កំហែង ពេល ដែល ខ្ញុំ ចេញ ទៅ ខ្ញុំ មាន កាបូប ពណ៌ 3E ពណ៌ ទាហាន ហ្នឹង ខ្ញុំ ស្ពាយ មួយ គឺ ដាក់ លុយ ដាក់ សម្ភារៈ សំខាន់ សំខាន់ មាស ប្រាក់ អី នៅ ក្នុង ហ្នឹង ដល់ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ស្ពាយ ជាប់ ខ្លួន ហើយ ខ្ញុំ អង្គុយ លើ ឡាន ខ្មែរ ក្រហម ហាក់ ដូច ជា ស្អប់ ទាហាន ជា ទី បំផុត គ្រាន់ តែ ឃើញ កាបូប ពណ៌ 3E ហ្នឹង គាត់ ចង្អល់ កំ ភ្លើង មក ខ្ញុំ ខ្ញុំ ជី នៅ លើ ឡាន គាត់ ភ្ជុំ កំ ភ្លើង ពី ដី មក ខ្ញុំ គាត់ ថា បោះ ចោល ភ្លាម បោះ ចោល ហើយ ខ្ញុំ ញ័រ ឲ្យ លោក គ្រាន់ តែ លឺ គ្រាន់ តែ លឺ គាត់ ស្រែក ប៉ុណ្្នឹង ខៃ កំ ភ្លើង ភ្ជុំ មក អញ្ចឹង ខ្ញុំ ញ័រ អស់ លីង ខ្ញុំ ចាក់ អី វ៉ាន់ ភ្លាម ដាក់ ចូល ក្នុង លា កណាត់ កាម៉ា មួយ វិច ឆប់ ទៅ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ វែង កាបូប ហ្នឹង ចោល ភ្លាម ចា ហើយ បើ យើង មក ធ្វើ តាម គាត់ ក៏ ដាក់ ផោក មក ស្រែក ក្រោយ នឹង គាត់ គំរាម អញ្ញា ញ័រ មែន តែន ធ្វើ មិន ឲ្យ យើង ខ្លាច ហ្មង Je voudrais une clarification par rapport à ce que vous avez dit hier concernant les soldats de l'ONOL qui étaient en uniforme, je crois. Vous avez dit que vous aviez vu certaines choses et que d'autres, vous avez dit que les soldats de l'ONOL avaient été arrêtés en ayant les mains attachées dans le dos. Pourriez-vous préciser ce que vous ou votre mari avez vu et ce que d'autres personnes vous ont dit à ce propos-là. ចានៅពេលនោះខ្ញុំអត់បានឃើញទេតែបានគ្រូសាមានគ្រូសាខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំគេឃើញថាចាប់មែនអញ្ចឹងមកខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាទីហ៊ានខ្មែរក្រហមជាសត្រូវចំពោះមុខទីហ៊ានលន់ណល់អញ្ចឹងហ្មងចាឃើញគ្នាអត់បានគ្រាន់តែឃើញគ្រាន់តែសង្ស័យមើលទៅជើងឃើញតែស្នាមពាក់បែកជើងក្រិនណាទោះបីអ្នកឯងមិនមែនទីហ៊ានក៏ដោយឲ្យតែក្រិនជើងអាហ្នឹងពាក់បែកជើងតែអ្នកអាមេរិកកាំងក្រិនជើងហ្នឹងគឺទីហ៊ានហ្នឹងគឺដឹងតែចាប់យកទៅតែម្ដងចាអត់ទុកទេឲ្យតែថាទីហ៊ានHier, vous avez donné un exemple d'un colonel, membre de votre belle famille, qui, à un barrage, avait été identifié comme militaire, et qui avait dû, selon ce que vous avez dit, retourner à Phnom Penh pour y travailler. Avez-vous appris par la suite ce qui est advenu de ce colonel, de votre belle famille, après qu'il soit rentré à Phnom Penh ? នៅពេលនោះខ្មែរក្រហមអត់ដឹងថាបងថ្លៃខ្ញុំពាក់សាក់ប្រាំទេពេលដែលគាត់ចេញពីភ្នំពេញទៅគាត់ទៅសំណាក់នៅព្រែកឯងប៉ុន្តែគេហៅគេប្រកាសមេក្រូហ្មងគេប្រកាសដាររថាអ្នកណាដែលធ្លាប់ធ្វើទាហានមានបណ្ដាសាក់អញ្ជើញចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញដើម្បីធ្វើការងារបន្តហើយមនុស្សវាមានមហិច្ឆតាបន្តិចគេចាវាមិនមែនចង់ចាញ់ពីផ្ទះទៅដើរវេទនាតាមផ្លូវទៅដេកហាលមូសហាខ្យល់តាមចាំខ្នល់ណាគាត់ណឮថាគេប្រកាសអញ្ចឹងភ្លាមគឺគាត់រៀបអីវ៉ាន់ឲ្យប្រពន្ធរៀបអីវ៉ាន់ចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញតែតាំងពីចូលមករហូតដល់រហូតថាដល់ទៅនៅខ្សាច់កណ្ដាលទៅនៅណាគឺបាត់រហូតបានសិនមកថាអូយកទៅសម្រាប់ចោលអស់ហើយចប់ហើយចាញ់បោកខ្មែរក៏មកចា
Merci. Hier encore, vous avez dit que lors de la sortie de Phnom Penh, dans votre quartier ou les quartiers adjacents, que vous aviez vu des cadavres, en tout cas que vous, votre mari, avez vu des cadavres dans les rues. Je voudrais savoir ces cadavres que vous avez vus ou que votre mari a vus, étaient-ils des civils, habillés en civil ou habillés en militaire? ជាសាកសពដែលខ្ញុំឃើញនៅឃុំព្រែកប្រាំហ្នឹងមានឯកសណ្ឋានជាស៊ីវិលចាពួកខ្ញុំឃើញក្មេងក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ហ្មងក្មេងដែលស្លាប់នៅក្នុងរឿងផ្ទាល់ភ្នែកអញ្ចឹងបានគេថាមិនចាំបាច់យោធាទេប្រជាពលរដ្ឋដឹងរឿងទៅទឹងរឿងអីក៏គេសម្លាប់ចោលដែរចា Est-ce que vous avez vu d'autres cadavres avant d'arriver à la commune de Prek Prak? Dans la ville de Phnom Penh elle-même. ខ្ញុំឃើញមួយពីរទេចាឃើញដេកចង្អងស្លាប់នឹងខ្ញុំដោយសារឃើញនឹងហើយទើបខ្ញុំដឹងថាអូអត់បានទេខ្មែរក្រហមត្រូវសម្លាប់ឆៅអញ្ចឹងហ្មងអត់មានគិតថាមុខប្រជាពលរដ្ឋត្រូវលាក់កាយអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែខ្លាចព្រោះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ Et donc c'est un ou deux cadavres que vous avez vus, est-ce que c'était des soldats en uniforme ou bien des personnes civiles, habillées en civil? Hier, vous avez mentionné qu'il y avait plusieurs barrages sur la route et vous avez notamment mentionné celui de Chö Tal, où on vous avait dit que vous ne pouviez plus avancer ni reculer. Pourriez-vous nous dire si vous avez été contrôlé à d'autres points de contrôle sur la route par des soldats Khmer Rouges? ចានៅតាមប៉ោះហ្នឹងគេដាក់បារះអត់ឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទេគឺអត់ឲ្យឆ្លងកាត់ទៅទេគេយាមនៅទីនោះចាអឺពួកចៃខ្ញុំព្យាយាមរត់ខ្ញុំព្យាយាមរត់ពីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទៅជួបឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅឃុំអញ្ចែងលើសុកសាច់កណ្ដាលហ្នឹងចាពិតជាឃើញមែនបារះហ្នឹងទៅហ៊ានយោធាហ្នឹង Aux différents postes de contrôle, est-ce que vous avez vu les Khmer Rouges confisquer des biens aux différents évacués? ចាអត់ឃើញមានរឹបអូសអីទេចាអ្នកណាស្ពាយអីយកអីទៅលើកលែងថាកុំឲ្យតែរបស់ទាហានហ្មងរបស់ទាហានគាត់អត់យកក៏ភ្ជុំឲ្យក្វែងចោល Vous avez fait la distinction entre peuple du 17 avril et peuple de base. À partir de quand avez-vous entendu qu'on vous appelait peuple du 17 avril? Est-ce que c'était déjà sur la route menant à votre village ou bien c'était plus tard? ស្វាយប្រទៀលឃុំស្វាយប្រទៀលសុកសាងពួកខ្ញុំសំណាក់នៅទីនោះពីអតីតខ្ញុំបានទៅតេតតងជាមួយនឹងប្រជាជនគេហៅខ្លួនគេថាខ្ញុំអ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយនាងឯងហ្នឹងអ្នកដំពិលមេសាទើបជាលាចេញមកអីចាខ្ញុំដឹងតាំងពីពេលហ្នឹងមកចា
Merci. J'en viens alors à votre départ de Ksakandal. Lorsque le chef du village vous a dit de préparer vos affaires pour partir vers ce qu'il disait être Batamban. Lorsque ce chef de village qui s'appelait Pat vous a dit de préparer vos affaires, est-ce que c'était un ordre ou est-ce que vous pouviez discuter cette mesure qui avait été décidée? Cứ chia mình chia tay mà đoan thế à hay xong đằng chặt dương kết tha tới bắt tà bóng sở bộ hộp miên sở miên co bộ bà tây cam chia dương chung rút sơ thông một phát cứ khai bắt tà bóng đoàn chân xong mà kì một bạp chân phóng dương ốp ơ xa tới cứ ớt miên cùng nít bạch chăng tham bằng tư ấy tí cứ tới tới riêng bạch văn tư cha đầm bây rùa sơ rùa lắm. Lors de l'évacuation de Phnom Penh, on vous avait dit que vous partiez pour 3-7 jours. Finalement, ça faisait déjà à peu près un an que vous étiez à Ksakandal et vous n'avez pas été autorisé à rentrer chez vous. Est-ce qu'au moment où le chef du village vous a dit que vous alliez à Batambang, est-ce que vous avez eu quelques doutes, malgré tout, sur la véracité de ce qui vous était dit? នៅ ពេល នោះ ខ្ញុំ ដូច ជា អត់ មាន ការ សង្ស័យ ទេ ព្រោះ នៅ ខ្សាច់ កណ្ដាល ហ្នឹង មេ ភូមិ គាត់ បាន ប្រាប់ ដែរ ថា ឲ្យ ទៅ នៅ នោះ សបោ ហូប សបោ អី ចឹង ព្រោះ ឯ នេះ គ្រូ សា វា កើន ឡើង ច្រើន កើត កូន មក ច្រើន ចឹង គេ មិន អាច ទទួល ចិញ្ចឹម ដូច ថា ដី ស្រែ ផល ចំការ ដែល មាន មិន បាច់ ធំ មិន អាច ធំ ធរ នឹង គ្រូ សា ថ្មី បាន ទៀត ទេ ចឹង ត្រូវ តែ ទៅ គេ ប្រាប់ ដែរ ចា គេ និយាយ ពី រឿង ថា មាន ត្រូវ អង្គ អី ចឹង ចា. Merci. J'ai une dernière question qui est une clarification. Vous avez dit que tous les gens qui sont partis de Ksakandal vers Poussat, qui ont été emmenés par différents moyens de transport, étaient des évacués ou des gens du 17 avril. Est-ce que l'ensemble de ces personnes, vous avez mentionné environ 200 personnes, est-ce que l'ensemble de ces personnes sont restées dans les coopératives à Poussat ou bien certaines d'entre elles auraient continué par la suite vers Batamban? Bên nút khi mặt bàn đặt nghe khi đăng thật tư thẩm thật sẽ hạ có chúng khi lên đăng rương nẹ nẹ đỏ tây tiết ta cái bì nẹ phùng có chung nâng cửu xa khi ông chà. Merci. Et dernière question. En arrivant à la coopérative de Kochum, est-ce que sur place vous avez été interrogé au sujet de votre parcours, au sujet de votre passé, est-ce que vous avez dû rédiger une biographie? Chắc cái ở ban su ấy thế còn ta thang cái chạy không chạy con ngay cái còn là su bị đam nằm bên ngầu gì ấy thơ ca ấy tập ban năng ra cái ở miền ao tập xây chỉ phù hợp tập rút chỉ ấy ở đây ra. Et est-ce que là encore, comme vous l'aviez déjà fait auparavant, est-ce que vous avez donc mentionné que votre mari était chauffeur de taxi? Merci beaucoup, Madame la partie civile, d'avoir répondu à mes questions. Je crois que mon collègue a quelques questions également à vous poser avant la pause de la matinée. Merci. Merci.
សូមសំណួរបន្តិចបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់សាក្រីនេះដែលបានសួរគឺសំណួរខ្ញុំមានច្រើនដែលសតតែសំណួររបស់សាក្រីរបស់ខ្ញុំគឺបានសួរនេះមានលក្ខណៈបកប្រែដូចហើយសូមលើកសេចក្តីជួយឆ្លើយបំភ្លឺបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកសេចក្តីបានឆ្លើយការពីម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថានៅពេលដែលគេជម្លៀសប្រជាជនចេញភ្នំពេញតើក្នុងកលក្ខណៈនោះមានប្រជាជនណាឬក៏មានគ្រួសារណាដែលអាចតវ៉ាសូមបញ្ជាក់ចេញពីក្រុងភ្
ផ្លែផ្កាថាឲ្យឈឺសតិអារម្មណ៍មើលមកយកລະបបហូបបានហើយអត់ទៅធ្វើការហើយបើថាដេកនឹងផ្ទះមានគេទៅយកឲ្យតំងនឹងបានហ៊ានឈប់ចាសូមអរគុណលោកស្រីសំណួរបន្តទៀតខ្ញុំសូមសួរលោកស្រីថាតើសហគមន៍ដែលលោកស្រីធ្វើការនោះគេបង្កើតឡើងនោះតើគេឲ្យប្រជាជនធ្វើការអ្វីខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍នោះ ការនៅក្នុងសហគមន៍នឹងពេលវាដោយពេលវេលាដោយរដូវចាបើរដូវរាំងស្ងួតទៅគេឲ្យយើងជីកបន្លែកាប់លើកទំនប់ទប់សម្រាប់ទប់ទឹកពេលភ្លៀងគេឲ្យទៅកងចំការគេឲ្យទៅកាប់ព្រៃវាតដីធ្វើចំការចាដល់ពេលខែស្ទូងអញ្ចឹងទៅគេឲ្យយើងសាបឲ្យយើងទប់ភ្លឺឲ្យស្ទូងឲ្យច្រូតអញ្ចឹងទៅតាតាមបបរបស់កសិករសូមអរគុណលោកស្រីសូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីមន្ទីរកែប្រែឬក៏មន្ទីរសន្តិសុខដែលលោកស្រីក៏ដូចជាស្វាមីបរិស័យនិងអ្នកដទៃទៀតដែលលោកស្រីបានដឹងឮថាគាត់ធ្លាប់បានទទួលនៅការឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរកែប្រែនោះដូចជាមន្ទីរកែប្រែថ្កោលមន្ទីរកែប្រែភៀកនិងមន្ទីរកែប្រែដទៃទៀតតើពួកខ្មែរក្រហមបានប្រើទរណកម្មរូបភាពទរណកម្មបែបណាខ្លះនៅក្នុងសម័យកាលនោះបាទដើមដងរដ្ឋប្រមីក៏មិនអាចតន់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកអៀងសេរីសូមគោរពលោកប្រធានសូមទោសលោកលោកស្រីចៅក្រមសហប្រញ្ញាសហភេតានិងអស់លោកទាំងឡាយខ្ញុំសូមជំទាស់នឹងសំណួរនេះដោយសារសំណួរនេះតាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខដែលនៅក្នុងដីកា E124 មិនអនុញ្ញាតឲ្យសួរទេសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតបកស្រាយលោកប្រធានតាមពិតគាត់លោកស្រីបានឆ្លើយបញ្ជាក់តាំងពីព្រឹកមិញរហូតដល់តាមសម័យដែរបានបញ្ជាក់អំពីទីតាំងមន្ទីរសន្តិសុខភៀកហើយនៅមន្ទីរទីតាំងមួយចំនួនទៀតដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាដីបរិស័យក៏ដូចលោកស្រីទទួលបានការធ្វើរនកម្មនៅទីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមគាត់ជិះបញ្ជាក់បន្ថែមមកច្បាស់ថាតើរូបភាពនៃការដែលគាត់ទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះគាត់ហ្នឹងមានរូបភាពបែបណាខ្លះពីព្រោះគាត់ជាដើមរបស់បរិនីនេះចឹងគាត់នឹងកែបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីជួយអង្គសំណាកាជាតិតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានចង់និយាយអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងទីការដោយលោកមេធាវីការពីក្តីបានលើកឡើងបាញ់នេះទេបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសេចក្តីជំទាស់និងសំអាងហេតុនៃសេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីជាតិការពីក្តីលោកអៀងសេរីធ្វើឡើងមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវជាក់ច្បាស់សេចក្តីជំទាស់មានប្រសិទ្ធភាពលោកតំណាងថាប្រញ្ញាជាតិមិនក៏បីតាំងសំណួរឲ្យហួសពីក្របខណ្ឌនៃអង្គហេតុដែលចោតប្រកាន់នៅក្នុងវិសាលភាពសំណុំរឿង002/01នោះទេអង្គជំរះបានណែនាំរួចហើយអំពីបច្ច័យដែលកើតឡើងដោយសារការជំលះទី1និងទី2គឺភ្លៀមបន្ទាប់ពីពេលទៅដល់គោលដៅនៃការជំលះការសួរបឋមឆ្លើយជាទូទៅគឺបានធ្វើរួចហើយចំណែកឯបញ្ហាផលប៉ះពាល់ចំពោះខ្លួនគាត់គឺគាត់មានសិទ្ធអង្គជំរះបានជម្រាបហើយថាស្ដីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនានិងផលវិជ្ជាស្ថានកម្មចំពោះគាត់គឺគាត់អាចលើកឡើងបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវិសាលភាពសំណុំរឿង002នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងទុកនឹងលទ្ធភាពជូនទៅភាគីដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់យើងបានធ្វើបញ្ហានេះរួចហើយនៅដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីលើកមុនមិនគប្បីបង្កើតបញ្ហាស្មុគស្មាញបន្តបន្តទៀតទេបាទសូមបន្តសំណួរខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតលោកស្រីចង្ក្រោយដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ដល់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរលោកស្រីថាការជំនះប្រជាជនពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅតាមតំបន់នានាតាមខេត្តលោកស្រីបាទអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការលំបាកដែលលោកស្រីនិងក្រុមគសាក៏ដូចជាប្រជាជនដែលលោកស្រីបានដឹងឮគេប្រាប់លោកស្រីទៅផ្ទាល់ថាមានការលំបាកអ្វីខ្លះតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាមិនជាមួយនឹងលោកស្រីឬក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងស្រុងបាទសូមអរគុណចាមានការលំបាកដូចគ្នាចំពោះខ្ញុំចាព្រោះដូចខ្ញុំជម្រាបហើយថាខ្ញុំជាអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំកើតក្នុងតំបន់អ្នកធ្វើការដល់ទៅពេលខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទះនឹងការលំបាកហើយជាពិសេសខ្ញុំទើបតែឆ្លងទន្លេសរសៃខ្ចីដល់ពេលជលះចេញទៅពេលនោះខ្ញុំបាត់បង់អស់បងប្អូនគឺទៅតែ4អ្នកម៉ែកូនទៅកូនទូចដល់ទៅ2ចាដល់អញ្ចឹងទៅការលំបាកគឺកើតមានធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចា
hay chia bị xe hư khi nhóm chọn thì lấy hay nhóm thấy chụp ca lục bạ chư con cái đây là nghe siêu là hot hay chăm mơ tư kê ai tiết có đôi chiếc nhóm đai phụ khá là tích long tà lê cả đá phở nè khá là chư đẹp lơ kể thử hồn đã xả bóng tam phở nè khá là tư sai sai mà nụ chá đá ọt tuốt phù mà đăng tại đó ná ông ca rô ông ca ọt khứ nha chết tại tử ai tại kê tha tư múc chết tại tư là hô chàng chân ca lục bạ ca miên tiệm ốc chùm phù nè nơi tì cà rong nha nè chùn nọ bọt cả đôi kia đây chà xong bà cún nông niêm đồng đang phía kỳ sắp đến nhà sống xàm là quân nhập phù rồi xoay để bán cho lời dùm nụ khăn phía kỳ nhóm hay xong ốc quân nhập phù lộ lại chắc khám bà xong ốc quân bà ốc quân lấy đến đọc về xong rạng hai anh đẹp bà ca xong rạng chạp bà bình tử tớ đồ hốt đo mong hốt đo mùi xong mà chương trô bình nhầm bình bình tổ phía tâm đại ca xong rạng ca mình trầy đo tà bà tà la ca thân hồn rốt bà đo cả lành xong rạng nơi bà tục rùm trăm nếp xã tây nẹ dùm niếng đo đam đăng đọc bà bình សូមអញ្ជើញក្រោយឈរ